sẵn sàng ra đi nhường đất để xây dựng thủy điện Khe Bố vì dòng điện trong tương lai. Thế nhưng, với các hộ dân ở bản Đình Thắng và Đình Hương, xã Tam Đình, thuộc khu tái định cư thủy điện Khe Bố, huyện Tương Dương, lại không có điện thắp sáng, dù bà con đã đến khu tái định cư từ 3 năm nay. Đã gần 3 năm nay, những vật dụng như tivi, loa đài, tủ lạnh và đồ dùng điện tử khác của nhiều hộ dân bản Đình Thắng, Đình Hương, xã Tam Đình, huyện Tương Dương chưa một lần được sử dụng, bởi ở đây không có điện để dùng. Cuộc sống trước đây của các hộ dân này gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, khi được chuyển đến nơi ở mới, bà con đã rất vui mừng và hy vọng cuộc sống sẽ bớt vất vả và khó khăn hơn. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống nơi ở mới không được như mong muốn. Trước nơi là ở dưới nơi là có cái điện suối, nhưng hiện nay là rời lên trên này là điện không đến nữa, bởi vì thủy điện lại ngập đi cái đập. Hiện nay là do mấy cái loa đài hoặc là tivi là để là do không có điện. Xã Tam Đình là đơn vị có số bản, số hộ thuộc dự án di dân vùng lòng hồ thủy điện Khe Bố nhiều nhất của huyện Tương Dương, với 4 bản, hơn 400 hộ dân. Trong đó, hai bản Đình Thắng, Đình Hương chưa có điện để thắp sáng. Để đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày, các hộ dân ở đây đã tự tìm giải pháp là duy trì và xây dựng các nhà máy thủy điện nhỏ ở khe suối, vận dụng các thiết bị có thể phát điện, nhưng cũng chỉ đáp ứng đủ một phần ít điện sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày. Là những hộ nào mà có điều kiện thì đang có điều kiện để mua máy tua bin nhỏ, mua dây. Nhưng mà cái khoảng cách riêng cái tiền mua dây cũng không phải là đơn giản. Ở đây từ đây vô thì cũng là chỗ gần nhất là 600-700 mét riêng là cái tiền mua dây. Còn một số hộ thì là nhờ vào là cái máy trạm biến héo là bắt để sử dụng. Nhưng mà có cái là phải thanh toán cho họ là một tháng là 100.000. Vì dòng điện, hàng trăm hộ dân ở Khe Bố đã hy sinh, rời bản làng đến nơi ở mới. Nhưng cuộc sống của nhân dân bản Đình Thắng và Đình Hương ở khu tái định cư đang rất khó khăn, nhất là điện sinh hoạt. Bà con rất mong muốn chủ đầu tư, địa phương, nhất là các đơn vị có trách nhiệm quan tâm sâu sát đến đời sống của bà con, để có thể an cư lạc nghiệp.